Question 279. Which party holds equitable title, interests in a home under a land contract? A. Buyer. B. Seller. C. Trustee. D. Payee. Correct answer is a buyer. Câu hỏi 279. Bên nào có quyền sở hữu nhà ở theo hợp đồng đất đai? A. Người mua. B. Người bán. C. Người được ủy thác. D. Người nhận thanh toán. Câu trả lời đúng là A. Người mua.